chương 541 liền chiến liền tiệp. Triệu hạo cười hắc hắc, không có hảo ý nhìn trước mắt người này. Ta đây đã có thể không khách khí. Giọng nói rơi xuống, hắn liền hướng người này vọt qua đi. Thẳng đến lúc này, mọi người mới có thể thấy rõ ràng hắn động tác. Thật nhanh, mọi người chỉ là kinh hô một tiếng. Triệu hạo tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, liền từ mọi người trước mặt biến mất. Ở đây nhưng tất cả đều là thiên tài, lại có ai là kẻ yếu đâu nhưng là dù cho là bọn họ cũng là vô pháp dùng mắt thường bắt giữ đến triệu hạo hành tung giống như quỷ mị này đó là mọi người đối triệu hạo đánh giá bên cạnh lâm huyền cũng là gật gật đầu xem ra triệu hạo cũng không có bởi vì với thư hàng sự tình đã chịu quá nhiều ảnh hưởng biết xấu hổ mà tiến tới lúc này thực lực của hắn ngược lại càng thêm khủng bố long ngạo thiên đồ đệ thật đúng là phiền toái kia đại sư huynh nhìn triệu hạo nhíu mày Hắn không nghĩ tới, Triệu Hạo thế nhưng sẽ bày ra ra như thế thực lực khủng bố. Hắn sở dĩ sẽ đáp ứng trận chiến đấu này, đó là muốn làm hai bên đều được đến một ít rèn luyện. Nhưng mà hiện tại cục diện này lại là có chút vượt qua hắn khống chế. Lại đánh tiếp liền không phải rèn luyện vấn đề, mà là thể diện vấn đề. Đồng dạng là đại tân sinh đỉnh cấp đệ tử, ai sẽ cho rằng chính mình so người khác nhược đâu? bất quá hắn hiện tại lại là không có gì lý do tới ngưng hẳn trận này so đấu oanh triệu hạo thân kia khủng bố khí thế hướng chung quanh mọi người không ngừng lui về phía sau bọn họ còn như thế ở vào chiến trường chung người liền càng không cần phải nói lúc này trừ bỏ lâm huyền cùng đại sư huynh ở ngoài những người khác sôi nổi lui về phía sau hảo cường khí thế chung quanh có người thầm than nói triệu hạo thực cuồng hắn khí thế càng cuồng như thế khủng bố khí thế, thật đúng là rất ít có thể nhìn thấy. Bất quá, triệu hạo càng cường, càng là làm cho bọn họ cảm thấy kích thích. Bọn họ đi vào trí tôn điện phủ mục đích là cái gì? Còn không phải là muốn đối mặt càng nhiều cường giả, ở càng kịch liệt trong chiến đấu càng ngay càng cường sao? Lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc như nguyện. Nói đến cùng này chỉ là một hồi luận bàn, hai bên đều không có vận dụng binh khí nhưng mà mặc dù chỉ là nắm tay lại cũng có thể tạo thành cực đại lực sát thương nếu không phải nơi này kiến trúc đều trải qua đặc thù chế tạo lúc này bọn họ hai người chiến đấu tuyệt đối đủ để hủy diệt cái này sân triệu hạo nhảy dựng lên đem nguyên khí tụ tập ở trên tay hướng về đối phương tạp qua đi không sai chính là tạp hắn dựa vào lực lượng của chính mình cường hãn không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức tiến hành rồi đơn thuần lực lượng nghiền áp cùng hắn đối chiến người nọ sắc mặt biến đổi như thế khủng bố áp lực làm hắn có chút ăn không tiêu ta nhận thua ở triệu hạo công kích sắp đến hết sức hắn lập tức bước ra lui về phía sau thấp giọng nói hắn giọng nói rơi xuống cũng không có người chỉ trích hắn rốt cuộc hắn thật là đã lộ ra chống đỡ hết nổi chi sắc tiếp tục chiến đấu đi xuống với hắn mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt thật không kính triệu hạo lẩm bẩm này liền nhận túng các ngươi nơi này liền không có càng có thể đánh sao hắn lời này rơi xuống chung quanh mấy người sôi nổi căm tức nhìn hắn mặc kệ bọn họ đến từ phương nào hiện tại bọn họ đều là cùng sư môn chung triệu hạo những lời này tương đương là đưa bọn họ tất cả mọi người vũ nhục lấy được một chút thành tích liền bắt đầu đắc chí ta tới thế sư phụ ngươi giáo huấn một chút ngươi lúc này trong đám người đi ra một người an trường sinh tiến đến lĩnh giáo giọng nói rơi xuống hắn trực tiếp liền từ bên cạnh kệ binh khí thượng cầm lấy một cây gậy gỗ triệu hạo hắc hắc cười đồng dạng mang tới một cây gậy gỗ vậy đến đây đi giọng nói rơi xuống hắn lập tức liền vọt đi lên như cũ là kia khủng bố tốc độ làm mọi người cảm thấy hoa cả mát đối mặt công kích như vậy cái này an trường sinh lại nên như thế nào chống đỡ đâu lâm huyền thầm nghĩ trong lòng nếu đổi làm là hắn, có thể lợi dụng thần đạo bộ pháp tới ở tốc độ thượng áp chế triệu hạo. Nhưng là cái này an trường sinh. Thấy thế nào đều không giống như là một cái lấy tốc độ tăng trưởng võ giả. Hắn kia một thân nổ mạnh thức cơ bắp. Mà kệ thấy thế nào đều cùng tốc độ xả không thượng quan hệ. Những người khác cũng thập phần nghi hoặc sôi nổi nhìn chằm chằm An Trường Sinh. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, An Trường Sinh lại đột nhiên động. Hô! Trong tay hắn gậy gộc múa may lên, tuôn ra từng trận phong lôi chi âm. Thấy như vậy một màn, kia đại sư huynh trước mắt sáng ngời. "Không tồi, như thế cái không tồi lựa chọn, nếu vô pháp ở tốc độ thượng so đến quá Triệu Hạo." Vậy đơn giản Phong kín hắn sở hữu tiến công lộ tuyến. Kể từ đó, mặc kệ hắn có bao nhiêu đại năng lực đều không thể lại công kích đến An Trường Sinh. Khó trách hắn sẽ chủ động lựa chọn sử dụng binh khí, như thế cái không tồi biện pháp hắn chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi chi ngôn, nhìn An Trường Sinh nói. Lúc này, triệu hạo trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lại này biện pháp tuy rằng bổn, lại hành chi hữu hiệu. Trừ phi triệu hạo cùng hắn chính diện chiến đấu. Nếu không là tuyệt đối không có khả năng vòng qua kia côn ảnh. Công kích đến mặt sau An Trường Sinh. Triệu hạo đơn giản dừng lại, An Trường Sinh làm như vậy đã là làm hắn sở hữu tính kế đều mất đi ý nghĩa. Hiện tại, chỉ có chính diện chiến đấu mới có thể giải quyết vấn đề. Thấy hắn bất động, An Trường Sinh cũng là dừng trên tay động tác. Tới, Triệu Hạo gầm nhẹ một tiếng, tay cầm gậy gỗ vọt đi lên. Tuy rằng là bình thường gậy gỗ, nhưng là ở bọn họ nguyên khí quán chú dưới. Lại là so kim thiết còn muốn rắn chắc. Hai côn tương giao, phát ra từng trận len canh tiếng động hai người giao chiến một phen lúc sau kia đại sư huynh trên mặt liền lộ ra một tia thất vọng chi xác an trường sinh thực lực đã rất mạnh nhưng là ở đối mặt triệu hạo thời điểm lại vẫn là có chút không thể nề hà chiến đấu tiếp tục liên tục đi xuống đối an trường sinh tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt lúc này hắn đã lộ ra mỏi mệt tư thái tiếp tục chiến đấu chẳng qua là làm hắn thua càng thêm khó coi mà thôi Trở về đi trường sinh, người thua. Hắn mở miệng nói. Nhưng mà, an trường sinh lại là không nghĩ như vậy thiện bãi cam hiu. Theo hắn khí thế một trận biến hóa, trên người hắn kia nổ mạnh thức cơ bắp. Thế nhưng lại phồng lên vài phần. Lúc này hắn đứng ở nơi đó, liền giống như là cái cầu hùng giống nhau. Triệu hạo sắc mặt khẽ biến, lập tức lui về phía sau. Hiển nhiên, hắn là biết lợi hại. Bất quá sự phát đột nhiên, hắn động tác vẫn là chậm một ít. Ở hắn làm ra ứng đối hành động thời điểm, An Trường Sinh công kích đã tới. Thật nhanh, Triệu Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn này một quyền đánh vào ngực. Thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước. Kia khủng bố lực lượng, làm hắn đều có chút ăn không tiêu. Lúc này, mọi người trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc. Triệu Hạo như thế, cuồng vọng, hiện tại cuối cùng là ăn mệt hắc hắc, người cũng bất quá như thế. An trường sinh nhìn triệu hạo, cười một tiếng nói. Triệu hạo điều chỉnh một chút hơi thở, gắt gao mà nhìn chằm chằm an trường sinh. Phải không? Ngay sau đó, hắn thân ảnh lại lần nữa biến mất. An trường sinh tự hồ là ý thức được cái gì, hắn muốn tránh né, lại là đã không còn kịp rồi. Bất quá chớp mắt công phu, một cổ khủng bố cự lực liền oanh ở hắn ngực mặt trên. Răng rắc, Thanh thúy tiếng vang truyền vào mỗi người trong tai. Chương 542 nhường ngươi ba chiêu. An Trường Sinh bại. Hắn tuy rằng là đánh ra một ít ưu thế, lại là bại càng thêm hoàn toàn. Triệu Hạo này một kích đánh gãy hắn xương ngực. Cũng chính là thực lực của hắn không tầm thường, nếu đổi làm là những người khác. Như thế thương thế đủ để chí mạng. Kia khủng bố lực đạo đem An Trường Sinh đánh lùi lại đi ra ngoài rất xa, nằm trên mặt đất thân thể cũng dần dần khôi phục nguyên dạng lúc này sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt triệu hạo nhìn hắn cười nhạo một tiếng ta còn tưởng rằng thật là cái gấu mù đâu không nghĩ tới lại là cái gà vườn chó xóm nghe hắn nói như vậy an trường sinh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi cũng không biết là bị chọc tức vẫn là thật bị trọng thương triệu hạo này cử đã là phạm vào nhiều người tức giận chung quanh mọi người lạnh lùng nhìn hắn xem như vậy hận không thể trực tiếp xông lên triệu hạo cũng biết nặng nhẹ cười hắc hắc ta hôm nay đánh mệt mỏi dư lại liền giao cho sư huynh ngươi đi nói xong hắn nhanh như chấp chạy tới lâm huyền phía sau núp vào một màn này làm mọi người là hoàn toàn không biết giận có từng gặp qua như thế người vô sỉ bị thương người đánh mặt lúc sau liền trốn đi nếu Triệu Hạo không biết xấu hổ, bọn họ tự nhiên là muốn tìm cái muốn mặt. Từ Triệu Hạo trong miệng bọn họ biết được, Lâm Huyền là Long Ngạo Thiên đại đệ tử. Cái này đại đệ tử, tổng không đến mức giống Triệu Hạo như vậy không biết xấu hổ đi. Lâm Huyền, ngươi có dám một trận chiến? Trong đám người truyền ra như vậy cái thanh âm, tức khắc ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Lâm Huyền trên người. Nếu Triệu Hạo tránh chiến, kia Lâm Huyền chính là bọn họ nơi chút giận. Một đám ngu ngốc chỉ bằng các ngươi cũng dám khiêu chiến ta sư huynh." Triệu Hạo cười nhạo một tiếng, "Các ngươi liền chờ bị dẫm mặt đi." Nghe được lời này, lúc ban đầu cùng Triệu Hạo giao chiến người nọ khóe miệng một trận trừu trừu. Hắn chính mắt kiến thức qua Triệu Hạo kia chàng chiến đấu. Tự nhiên biết hắn theo như lời dẫm mặt là có ý tứ gì. Kia chính là thật sự dẫm mặt a. À. Lúc này, hắn lại nói ra những lời này, thật đúng là làm người có chút da đầu tê dại. Triệu Hạo này một phen lời nói, làm chung quanh những người đó đối Lâm Huyền càng không hữu hảo. Bọn họ sôi nổi nhìn Lâm Huyền, chờ hắn nghênh chiến. Ở bọn họ xem ra, Lâm Huyền cũng cũng không có cái gì bất đồng chỗ. Triệu Hạo đủ cường sao? Nhưng là hắn chiến thắng hai người lúc sau, còn không phải ăn không tiêu. Lâm Huyền lại cường, lại có thể so sánh Triệu Hạo cường nhiều ít. Nhiều người như vậy cùng nhau thượng, bên cạnh còn có một vị đại sư huynh áp trận chẳng lẽ còn gặm không dưới lâm huyền này khối xương cốt sao lâm huyền lại trước sau trầm mặc không nói lẳng lặng mà đánh giá ở đây mọi người thấy hắn trước sau không ứng chiến kia đại sư huynh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười hiện tại chính là chế tạo danh vọng cơ hội tốt à hắn lập tức tiến lên đối lâm huyền nói nếu các sư đệ đều đánh xong chúng ta đây này hai cái làm sư huynh có phải hay không cũng nên đánh thượng một hồi hắn lời này, hiển nhiên là tự cấp Lâm Huyền đào hố. Lâm Huyền thật là Long Ngạo Thiên đại đệ tử không giả, nhưng là hắn cái này đại đệ tử. Lại là có cực đại hơi nước. Một phương là nhập môn nhiều năm nhãn hiệu lâu đời cường giả. Một bên khác là nhập môn không đến một ngày tân đệ tử, này có cái gì nhưng đánh. Đại sư Huynh Tần Lương vì tìm về bãi, cũng là hao tổn tâm cơ. Mặc kệ triệu hạo biểu hiện có bao nhiêu mắt sáng, chỉ cần hắn có thể ngăn chặn Lâm Huyền kia nói đến cùng vẫn là long ngạo thiên này một mạch thua nếu lâm huyền đáp ứng vậy đánh thượng một hồi tương lâm huyền đánh bại nếu lâm huyền không đáp ứng kia hắn tự nhiên cũng liền tìm hồi bãi thật là cái hoàn mỹ kế hoạch tần lương tâm trung mừng thầm bất quá hắn càng hy vọng lâm huyền tránh chiến kể từ đó bất chiến mà khuất người chi binh lúc này mới sẽ làm hắn thoạt nhìn càng thêm cao lớn liền ở hắn đắm chìm ở chính mình trong tưởng tượng khi, Lâm Huyền cấp ra hồi đáp. "Hảo a." À, Lâm Huyền cười nói. Tần Lương gật gật đầu. "Nếu ngươi không dám, ngươi nói cái gì? Ngươi xác định ngươi muốn cùng ta giao thủ sao?" Nói chuyện thời điểm, trên mặt hắn lộ ra một tia không dễ phát hiện trào phúng chi sắc. Lâm Huyền gật gật đầu. "Ngươi nói rất đúng, nếu các sư đệ đều đã đã giao thủ kia cũng nên luận đạo chúng ta." hắn giọng nói rơi xuống bên cạnh những cái đó đệ tử cười vang người này thật đúng là không biết trời cao đất dày thông qua thí luyện liền không biết chính mình là ai sao thế nhưng còn muốn khiêu chiến đại sư huynh người này là được thất tâm phong đi ta cho rằng triệu hạo cũng đã đủ cuồng vọng không nghĩ tới còn có càng cuồng vọng các ngươi thật đúng là một mạch tương thừa a à. đủ loại trào phúng lời nói từ bọn họ trong miệng nhảy ra tới nếu lâm huyền muốn cùng bọn họ chiến đấu cho dù là khiêu chiến bọn họ mọi người bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn rốt cuộc bọn họ chung có không ít người đều là nghe nói qua lâm huyền thiên phú nhưng là lâm huyền muốn khiêu chiến tần lương lại là hoàn toàn không có người xem trọng hắn tần lương nói như thế nào cũng là một cái lão bài đệ tử thực lực của hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ lúc này tần lương đã một chân bước vào thứ sáu cảnh giới đại môn bên trong tin tưởng quá không được nhiều thời gian dài tần lương liền sẽ đột phá đến thứ sáu cảnh giới lâm huyền muốn khiêu chiến hắn này không phải tự tìm phiền toái sao lâm huyền cũng không để ý tới chỉ là nhìn tần lương tần lương khóe miệng cũng là lộ ra một tia mỉm cười hiện tại người trẻ tuổi đều rất có mạnh mẽ a à nếu ngươi muốn thử xem xem, ta đây liền thỏa mãn ngươi đã khỏe. Nói xong, hắn tiến lên vài bước đứng ở Lâm Huyền đối diện. Ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, ta so ngươi nhập môn thời gian sớm. Khiến cho ngươi động thủ trước hảo. Ta đứng ở chỗ này, nhường ngươi ba chiêu lại như thế nào? Triệu hạo thật cẩn thận thấu đi lên, thấp giọng nói. Sư huynh, y ta nói vẫn là không cần cùng hắn giao thủ hảo rốt cuộc hắn đã ở trí tôn điện phù tu luyện thời gian dài như vậy thực lực khẳng định không phải mấy thứ này có thể so sánh mấy thứ này nói tự nhiên là tân tiến vào đệ tử lâm huyền đối với hắn cười cười ý bảo hắn không cần quá mức lo lắng người xác định muốn cho ta ba chiêu sao lâm huyền cười khẽ tiến lên vài bước tần lương vỗ vỗ bộ ngực tin tưởng tràn đầy nói cứ việc tới, đừng nói là ba chiêu, liền tính là ba mươi chiêu cũng không thành vấn đề. Hắn giọng nói mới vừa rơi xuống, Lâm Huyền thân ảnh liền đã biến mất. Thật nhanh, này đó là hắn duy nhất cảm thụ. Triệu hạo tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà cùng Lâm Huyền so sánh với. Triệu hạo cũng bất quá là cái tập tĩnh học bước tiểu hai tử thôi. Phốc, này một quyền hung hăng mà đánh vào tần lương trên bụng. Lâm Huyền lực lượng dữ dội khủng bố dù cho bất động dùng sức chi quy tắc cũng tuyệt đối không phải người thường có thể chịu nổi. Tần lương sắc mặt đỏ bừng, đau nói không ra lời. Không đợi hắn mở miệng, lâm huyền công kích liền lại một lần tới. Phóc, đồng dạng vị trí, đồng dạng lực độ, làm hắn có loại đau đớn muốn chết cảm giác. Kia khủng bố lực đạo, làm hắn đều có chút hoài nghi cùng chính mình đối chiến có phải hay không? Một cái thứ sáu cảnh giới cường giả. Mắt thấy Lâm Huyền lại muốn động thủ, hắn cường chống nói: "Sư đệ, không đánh biết không?" Lâm Huyền lại là thập phần lãnh đạm nói: "Không được, nói ba chiêu, vậy nhất định phải đánh đủ ba chiêu." Giọng nói rơi xuống, hắn nắm tay lại lần nữa đánh úp lại. Này một kích thậm chí dẫn động thật thật tiếng xé gió. Chương 543 oan ra ngõ hẹp, tần lương trên mặt hiện lên một tia sợ hãi chi sắc hắn nhìn ra được tới, này một kích cùng phía trước hai quyền hoàn toàn bất đồng. Lúc ban đầu giao thủ thời điểm, hắn còn không có đem Lâm Huyền để vào mắt. Ở hắn xem ra, Lâm Huyền lại như thế nào cường, trung quy chỉ là cái cương nhập môn đệ tử. Nhưng mà đương Lâm Huyền ra tay lúc sau, hắn mới biết được Lâm Huyền thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Gần hai quyền, liền làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh hắn thậm chí có chút hoài nghi lâm huyền có phải hay không nào đó thứ sáu cảnh giới cường già ngụy trang lúc sau tới tìm chính mình phiền toái này cuối cùng một quyền tần lương cũng không dám nữa đón đỡ bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được quy tắc chi lực tồn tại nghĩ đến đây hắn không khỏi dùng mình một cái kia nói cách khác lâm huyền ở phía trước trong chiến đấu căn bản liền không có vận dụng quy tắc chi lực hô Quyền phong đánh úp lại, Tần Lương đã không còn tránh né. Hắn biết, lấy chính mình tốc độ rất khó tránh thoát lần này công kích. Tần Lương nhắm hai mắt, một bộ nhận mệnh tư thái. Nhưng mà trong tưởng tượng đau nhức lại không có xuất hiện. Qua thời gian rất lâu, hắn mới thử tính mở hai mắt. Lâm Huyền nắm tay liền ngừng ở hắn chóp mũi, lại đi phía trước một tấc. Liền có thể đánh trúng hắn. Thấy như vậy một màn, Tần Lương không cấm dùng mình một cái. Hắn không dám tưởng tượng nếu Lâm Huyền này một quyền thật sự đánh trúng chính mình, kia sẽ là cái dạng gì hậu quả. Lâm Huyền ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức dừng chính mình khí thế. Nếu không Tần Lương bất tử cũng muốn trọng thương. Đa tạ sư đệ thủ hạ Lưu Tình. Tần Lương thấp giọng nói. Hắn đứng dậy lúc sau, im bặt không nhắc tới chiến đấu sự tình. Trực tiếp liền xoay người đi tới bên cạnh. Trận chiến đấu này lại đánh tiếp đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lâm Huyền sở bày ra ra tới thực lực, làm hắn khó vọng bóng lưng. Một cái có thể đánh đều không có. Triệu hạo nhìn bọn họ, trên mặt tràn đầy khinh miệt chi sắc. Mọi người tuy rằng có chút phẫn nộ, lại cũng không có lý do gì phát tác. Kỹ không bằng người chính là kỹ không bằng người. Bọn họ chung bất luận cái gì một người đều không phải triệu hạo đối thủ. Đến nỗi Lâm Huyền, lúc này bọn họ càng là liền chiến đấu dũng khí đều không có. Lâm Huyền tủ thắng lúc sau, trực tiếp liền xoay người rời đi. Đi ra sân lúc sau, Triệu Hạo lúc này mới mở miệng hỏi. "Sư huynh, ngươi vì cái gì muốn lưu thủ đâu?" Lâm Huyền nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Ta vì cái gì không lưu thủ đâu?" Ngạch, Triệu Hạo nhất thời vô ngữ, trầm tư thật lâu sau mới tiếp tục nói, "Như vậy liền có thể làm cho bọn họ sợ ngươi. Đến lúc đó tự nhiên liền sẽ không có như vậy nhiều có mắt không tròng ngu xuẩn." Nếu chúng ta tới dẫm người, vậy muốn dẫm đến bọn họ không dám phản kháng mới thôi. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Huyền thất thanh bật cười. Hợp lại này Triệu Hạo dẫm người còn dẫm ra kinh nghiệm tới. Khó trách hắn ở dưới chân núi sẽ chủ động khiêu khích chính mình, hiện tại xem ra. Đánh hẳn là chính là cái này chủ ý. Bọn họ quá yếu, Lâm Huyền thấp giọng nói. Nếu ngươi chỉ biết khi dễ kẻ yếu, kia tu luyện còn có cái gì ý nghĩa đâu? muốn dẫm nên dẫm càng cường. Lúc này, Triệu Hạo đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Quá yếu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Lâm Huyền không phải cùng cái thế giới người. Triệu Hạo tự nhận thực lực của chính mình đã rất mạnh nhưng là đối mặt Tần Lương. Hắn lại là kém không biết nhiều ít. Nhưng mà hiện tại, Lâm Huyền đối Tần Lương đánh giá thế nhưng là quá yếu. Này còn làm người như thế nào sống? liền ở hắn trầm tư thời điểm, Lâm Huyền thân ảnh đã đã đi xa. Thật là quá, sâu sắc, triệu hạo trên mặt tràn đầy sùng bái chi sắc. Sư huynh chính là sư huynh, này quả thực chính là chân lý A. À. Lâm Huyền không biết, hắn đau khổ muốn thay đổi lịch sử mà không thể được. Kết quả tùy tùy tiện tiện một câu, liền thay đổi triệu hạo quan điểm. Này dẫn tới, ở sau đó rất dài một đoạn thời gian, triệu hạo đều đem này tôn sùng là lời gian nếu dẫm người không phải vì biến cường, kia tu luyện liền không hề ý nghĩa. Triệu hạo tung ta tung tăng đuổi theo. Sư huynh, chúng ta đây hiện tại muốn tiếp tục đi dẫm người sao? Ân, nếu gặp được ta giải quyết không được người, người sẽ ra tay sao? Ân, tùy tiện dẫm ai đều có thể chứ? Ân, trên đường, một màn này lại lần nữa trình diễn. Triệu hạo dọc theo đường đi đều cao hứng phấn chấn, trái lại lâm huyền. Lại là đối hắn có chút xa cách lâm huyền hai người sở đi phương hướng là một cái khác trưởng lão biệt viện dùng triệu hạo nói tới nói chính là sắc trời còn sớm còn có thể lại dẫm vài người nhưng mà hắn lại không biết lâm huyền mục tiêu cũng không ở chỗ này không bao lâu hai người lại đi tới một chỗ biệt viện ngoại vẫn là lão quy củ như cũ là từ triệu hạo chủ động đi đá tràng triệu hạo sải bước đi tới trong sân thanh thanh giọng nói la lớn Nơi này có hay không có thể đánh, ta cùng ta sư huynh tiến đến đá bãi. Lời nói còn chưa nói xong, hắn thanh âm liền đột nhiên im bặt kia trường hợp. Giống như một cái đang ở cà cạc, cạc la hoảng vịt bị người nắm cổ giường như. Triệu Hạo nhìn trong viện, trầm mặc một lát, vèo một tiếng liền chạy ra tới. Sư huynh, nếu không chúng ta đổi cái địa phương. Lâm Huyền cũng là vẻ mặt tò mò, rốt cuộc là ai? có thể đem không sợ trời không sợ đất triệu hạo dọa thành cái dạng này. Xem hắn lúc này biểu hiện quả thực so với lúc trước nhìn thấy chính mình thời điểm còn muốn. Quá mức, tiến lên vừa thấy, người này không phải người khác, đúng là với thư hàng. Với thư hàng cũng thấy được bọn họ hai người, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi xác Lâm huynh, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu? Ít nhiều ngươi chỉ điểm, ta mới có thể thông qua thí luyện giọng nói rơi xuống, hắn đối với Lâm Huyền cung cung kính kính hành lễ. Thí luyện chung, đương hắn cùng Lâm Huyền đi lạc lúc sau. Liền vẫn luôn đem câu nói kia ghi tạc trong lòng. Cũng đúng là Lâm Huyền câu nói kia chống đỡ hắn vẫn luôn đi xuống tới. Nếu không phải như thế, lúc này hắn đã sớm đã bị đào thải rớt. Lâm Huynh, các ngươi đây là. Với thư hàng quay đầu nhìn nhìn triệu hạo, trên mặt lộ ra một tia tò mò chi sắc. Lúc này, Triệu Hạo nói cái gì cũng không dám nói ra đá bãi ba chữ. Muốn nói hắn đối Lâm Huyền sợ hãi, kỳ thật còn không có như vậy mãnh liệt. Rốt cuộc từ đầu đến cuối Lâm Huyền đều chưa từng đối hắn động qua tay. Lâm Huyền sở làm cũng chính là dạy dỗ với thư hàng, làm hắn đánh bại chính mình mà thôi. Chân chính làm Triệu Hạo cảm thấy sợ hãi, lại là với thư hàng. Hắn biết rõ, với thư hàng thực lực không bằng chính mình nếu hai người kéo ra tư thế chiến đấu một hồi, kia với thư hàng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, với thư hàng đã từng đánh bại quá hắn, đây cũng là không tranh sự thật. Này liền giống vậy tiểu hai tử khi còn nhỏ bị thứ gì dọa tới rồi. Kia mặc dù là lớn lên lúc sau, đối thứ này cũng vẫn là có thật sâu mà sợ hãi. Lúc này triệu hạo đó là như thế, chẳng sợ chỉ là nhìn với thư hàng. Đều sẽ làm hắn cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi trận chiến ấy, kia hai cái dấu chân, cho hắn để lại rất sâu bóng ma tâm lý. Mặc dù là hiện tại, làm hắn đi đối mặt với thư hàng. Hắn cũng vẫn là vô pháp chiến thắng chính mình tâm lý chướng ngại. Hắn là tới đá quán. Lâm Huyền một chân đá vào triệu hạo trên mông, đem hắn đá tới rồi với thư hàng trước mặt. mươi 544 nội môn. Triệu hạo trên mặt lộ ra một tia xấu hổ chi sắc nhìn với thư hàng có chút không biết làm sao rốt cuộc lúc trước hắn bại thật sự là quá thê thảm. lúc này đối mặt cái này lão đối thủ, hắn thật là có chút không biết nên làm sao bây giờ. với thư hằng cũng là ngây ngẩn cả người. hắn biết lúc trước chính mình có thể chiến thắng triệu hạo tất cả đều là lâm huyền công lao. nếu không phải lâm huyền kia nói mấy câu, hắn tuyệt đối không phải triệu hạo đối thủ. nhưng mà lúc này lại xem lâm huyền cùng triệu hạo quan hệ hắn thật là có chút hoài nghi chính mình có không chiến thắng triệu hạo hai người rằng co ở nơi đó trường hợp một lần trở nên phi thường xấu hổ sư huynh thật sự muốn đánh sao triệu hạo quay đầu đáng thương hề hề nhìn lâm huyền lâm huyền gật đầu triệu hạo nhìn về phía với thư hàng cắn chặt răng lúc này mới thả người phô đi lên bất quá hắn chiến đấu lên bó tay bó chân nơi nào còn có phía trước uy phong lâm huyền xem ở trong mắt hắn tự nhiên biết này nguyên nhân trong đó lúc trước trận chiến ấy với thư hàng đem triệu hạo hoàn toàn đánh sợ hiện tại triệu hạo vẫn như cũ bừa bãi nhưng là ở chỗ thư hàng trước mặt hắn lại bừa bãi không đứng dậy này liền giống vậy là hai đứa nhỏ đánh nhau trong đó một cái hài từ bị hung hăng mà đánh một đốn như vậy ngay sau mặc kệ hắn có bao nhiêu cường đối đứa nhỏ này đều có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi Lúc này triệu Hạo đó là như thế. Cứ việc hắn biết rõ lúc trước đánh bại chính mình chính là Lâm Huyền mà không phải với thư. Hàng, nhưng là hắn trong lòng vẫn là để lại một ít bóng ma. Nếu vượt bất quá cái này điểm mấu chốt, như vậy triệu Hạo tương lai chỉ sợ rất khó có cái gì thành tựu. Hai người chiến đấu có chút chẳng ra cái gì cả, mặc kệ là ai. Đều không thể chân chính thi triển quyền cước. Triệu Hạo đã thực nỗ lực đi chiến đấu nhưng là hắn lại vô luận như thế nào đều lấy không ra chính mình chân chính thực lực. Người cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Lâm Huyền mở miệng chào phúng. Nếu là như thế này, vậy ngươi chú định bình thường cả đời. Nghe được lời này, triệu hạo sắc mặt khẽ biến. Hắn cắn chặt răng, diêu thân hướng tới với thư hàng vọt qua đi. Lúc này, trên người hắn khí thế mới miễn cưỡng có một ít khởi sắc. Theo thời gian trôi đi, hai người càng đánh càng kịch liệt mặc kệ là triệu hạo vẫn là với thư hàng đều đã đánh ra chân hòa lâm huyền cười khẽ lúc này mới giống dạng chỉ có một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu mới có thể hoàn toàn đánh bại ngươi trong lòng sợ hãi với hắn mà nói trận chiến đấu này đã không cần thiết tiếp tục xem đi xuống hai người thời điểm chiến đấu hắn liền ngồi ở bên cạnh bắt đầu rèn luyện linh hồn của chính mình thật lâu sau hai người thở hổn hển tách ra xem ra tới ở trong trận chiến đấu này bọn họ đều có điều thu hoạch hai người chiến đấu kết thúc đi vào lâm huyền bên cạnh ngồi xuống các ngươi hai cái sau này có tính toán gì không sao với thư hàng mở miệng hỏi triệu hạo nhìn nhìn lâm huyền có thể có tính toán gì không ta liền chuẩn bị đi theo sư huynh đi nơi nơi tìm người chiến đấu với thư hàng ngẩn ra không cấm cười khổ triệu hạo này hồi đáp thật đúng là sáng tạo khác người Sư phụ ta là một vị luyện đan trưởng lão, ta chuẩn bị đi trước làm một ít tông môn nhiệm vụ. Tìm sư phụ đổi một ít đan dược, nhanh chóng đột phá đến sau cảnh giới. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Hạo trên mặt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Đan sư địa vị cực cao, mặc kệ ở địa phương nào đều là như thế. Với thư hàng sư phụ là một vị luyện đan trưởng lão, kia hắn địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Người nhưng thật ra đi rồi sao 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 vận, không giống chúng ta hai cái. Theo cái không đáng tin cậy sư phụ. Những lời này là triệu hạo trong lòng lời nói, cùng mặt khác trưởng lão tương đối lên. Long Ngạo Thiên nhìn qua muốn nhiều không đáng tin cậy liền có bao nhiêu không đáng tin cậy. Nhưng mà với thư hàng lại là lắc lắc đầu cười nói. Đừng nóng vội hâm mộ ta, ta còn hâm mộ các ngươi hai cái đâu. Long Ngạo Thiên trưởng lão đã từng chính là một vị nội môn trưởng lão. Nếu không nói, Lâm Huynh như vậy thiên tài cũng sẽ không bị hắn đoạt đi rồi. Triệu hạo vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Long Ngạo Thiên thế nhưng có như vậy thân. Phận, Lâm Huyền cũng là đầy mặt tò mò, mở miệng hỏi. Nội môn trưởng lão, đây là có chuyện gì? Với thư hàng trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Ta cũng là nghe sư phụ ta nói, Long trưởng lão địa vị sở dĩ như vậy cao. Là bởi vì hắn đã từng là một vị nội môn trưởng lão. Bất quá, hắn chịu không nổi nội môn những cái đó quy củ. Cho nên mới chủ động yêu cầu tới trưởng quản một ít ngoại môn sự vụ. Triệu hạo cả người đều ngây ngẩn cả người, trên mặt hắn tràn đầy kích động chi xác Không nghĩ tới hắn còn rất lợi hại. Lâm Huyền chú ý điểm, lại là tại nội môn này hai chữ mặt trên. Chí tôn điện phủ còn có nội môn. Với thư hàng gật gật đầu. Ta cũng là nghe mấy cái sư huynh nhắc tới quá, càng nhiều cũng không biết rốt cuộc mới vừa trở thành trí tôn điện phủ đệ tử. Hắn có thể biết được nhiều như vậy đã thực không tối. Ba người lại đàm luận một phen, Lâm Huyền hai người liền về tới Long Ngạo Thiên biệt viện. Long Ngạo Thiên đang nằm ở trên ghế nằm phơi nắng, thấy bọn họ hai người tiến vào. Liền lười biếng nói câu, nhanh như vậy liền đã trở lại. Triệu Hạo đi đến bên cạnh hắn, mở miệng hỏi. Sư phụ, chúng ta muốn như thế nào mới có thể trở thành nội môn đệ tử? Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy khinh thường. Tưởng trở thành nội môn đệ tử, ngươi còn kém xa lắm đâu. Triệu hạo nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác. Thật lâu sau, Long Ngạo Thiên mới chậm gì gì ngồi dậy. Không phải ta đà kích ngươi, đừng nói là ngươi. Ngay cả ngươi sư huynh cũng không có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Hắn nói như vậy, làm Lâm Huyền trong lòng rất là tò mò nội môn thật sự có như vậy đáng sợ lâm huyền tự nhận so ra kém thanh niên trí tôn nhưng là lấy hắn hiện tại thực lực cũng tuyệt đối xem như đỉnh cấp thiên tài liền chính mình đều không có tư cách trở thành nội môn đệ tử chẳng lẽ này nội môn là chuyên môn vì bồi dưỡng đại đế trí tôn mà tồn tại lòng ngạo thiên trầm mặc thời gian rất lâu lúc này mới mở miệng nói nội môn là trí tôn điện phủ trung tâm cũng là chúng ta trí tôn điện phủ đối ngoại xử lý nào đó sự tình chủ lực muốn trở thành nội môn đệ tử nói có khó không nói đơn giản cũng tuyệt đối không đơn giản trở thành nội môn đệ tử quan trọng nhất một điều kiện đó là bước vào thứ sáu cảnh giới nghe hắn nói như vậy lâm huyền hai người cũng coi như là minh bạch khó trách long ngạo thiên sẽ nói liền lâm huyền đều không có tư cách hiện tại lâm huyền thật là vô pháp trở thành nội môn đệ tử đối ngoại xử lý nào đó sự tình, chỉ chính là này đó sự tình. Lâm Huyền mở miệng hỏi. Long Ngạo Thiên trầm ngâm thật lâu sau, mới lắc lắc đầu. Này không phải các ngươi hiện tại nên hỏi đến, chờ các ngươi trở thành nội môn đệ tử lúc sau. Tự nhiên cũng liền sẽ đã biết. Nghe hắn nói như vậy, triệu hạo trên mặt tràn đầy hướng tới chi xác Nhưng mà, Lâm Huyền trong lòng lại là có một ít ngưng trọng từ long ngạo thiên trên mặt, hắn nhìn ra một ít không giống nhau thần sắc. Chẳng lẽ nói, trí tôn điện phủ nội môn tồn tại cùng ngoại tộc có quan hệ? Xem ra, vẫn là muốn trở nên càng cường một ít. Lâm Huyền thấp giọng lẩm bẩm, muốn thay đổi nào đó sự tình, hắn cần thiết muốn trở thành nội môn đệ tử. Tiếp xúc đến trí tôn điện phủ trung tâm mới có thể. Ta muốn biết như thế nào rèn luyện linh hồn của chính mình chương 545 triệu hạo thảm bại. Lòng ngạo thiên ngẩn ra, hắn không biết Lâm Huyền vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Tuy rằng trí tôn điện phủ ở mỗi một hồi thí luyện chung đều lần nữa cường điệu hồn lực tầm quan. Trọng nhưng là võ giả căn bản dù sao cũng là thân thể. Linh hồn quá cường, cũng không thấy được là một chuyện tốt. Hắn nhìn nhìn Lâm Huyền, trên mặt lộ ra một tia hồ nghi chi sắc có lẽ là trí tôn nhóm vì hắn lượng thân chế tạo tu luyện phương thức. Long ngạo thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn trầm ngâm một lát mở miệng nói. Tăng cường hồn lực thủ đoạn có rất nhiều, nhưng là phần lớn đều rất khó làm được. Tỉ như, có một loại sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa, đó là chuyên môn tu luyện hồn lực. Tới rồi chúng ta thời đại này, muốn tăng cường hồn lực. Cũng chỉ có thể bằng vào các loại linh dược. Lâm Huyền gật gật đầu, chờ hắn bên dưới chính hắn chính là một cái hồn sư. Lại như thế nào sẽ không biết rèn luyện linh hồn phương thức đâu. Nhưng là, như thế tu luyện lên tiến triển thật sự là quá chậm. Long ngạo thiên lại trầm mặc một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Kỳ thật, có thể tăng cường hồn lực chữa trị linh hồn linh dược. Ở chúng ta cả cái đại lục thượng đều đã không nhiều lắm thấy. Kia truyền thừa đoạn tuyệt phía trước. Đã đem thiên nguyên đại lục sở hữu có thể tăng cường hồn lực linh dược đều cướp đoạt sạch sẽ. Lâm Huyền ngẩn ra, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới vấn đề này. Đích xác, lúc trước hồn sư quá mức mạnh mẽ. Này đó linh dược lại là bọn họ tăng cường hồn lực sở cần thiết đồ vật. Hơn nữa những cái đó hồn thu cắn nuốt. Thiên nguyên đại lục lại có thể dư lại nhiều ít tăng cường hồn lực linh dược đâu. Lúc trước ở thiên tuyết quốc cuối cùng thiên tuyết quốc chi lực. Sở tìm được linh dược cũng chỉ là làm hắn đột phá mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi ta đầy muốn tới địa phương nào đi tìm. Lâm Huyền mở miệng hỏi. Long Ngạo Thiên khẽ cười một tiếng. Ba ngày chín cảnh, bát hoang mười mà. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Huyền đột nhiên một phách chán. Đúng vậy, thiên nguyên đại lục không có, không đại biểu mặt khác địa phương không có. Ba ngày chín cảnh, bát hoang mười mà, này đó địa phương có lẽ có thể có điều phát hiện. Bất quá kích động rất nhiều, Lâm Huyền rồi lại có chút khó khăn. Mặc dù biết nơi đó có có thể tăng cường hồn lực linh dược, chính mình lại muốn như thế nào đi đâu? Muốn chạy tới những cái đó địa phương, tuyệt đối không phải hắn một cái phá phàm cảnh giới võ giả có thể làm được. Chút nào không khoa trương nói, Lâm Huyền hiện tại liền phi đều không biết. Càng không nói đến là muốn vượt qua như thế xa xôi khoảng cách, chạy tới những cái đó địa phương đâu? Long Ngạo Thiên nhìn ra hắn ý tưởng, liền mở miệng nói: không cần lo lắng ngươi không có cách nào đi trước những cái đó địa phương không đại biểu liền thật sự không có cách nào lâm huyền lập tức hỏi ngươi có biện pháp lòng ngạo thiên tức khắc ngậm miệng sắc mặt đỏ bừng thật lâu sau hắn mới mở miệng nói ta cũng đi không được bất quá chư vị đại đế lại có loại này thủ đoạn chỉ cần ngươi có thể trở thành nội môn đệ tử muốn đi trước những cái đó địa phương tự nhiên cũng liền không phải vấn đề Lâm Huyền trước mắt sáng ngời, như thế cái không tồi biện pháp. Lòng ngạo thiên nói qua, nội môn đệ tử sẽ bị phái hướng ba ngày chín cảnh. Bắt hoang mười mà đi làm một ít nhiệm vụ. Nếu chính mình trở thành nội môn đệ tử, kia cũng liền có thể thuận lý thành trương chạy tới nơi đó. Cái này làm cho Lâm Huyền trọng châm hy vọng. Chỉ cần có thể trở thành nội môn đệ tử kia hết thảy nan để liền đều giải quyết dễ dàng mấy ngày kế tiếp thời gian lâm huyền vẫn luôn đều ở tu luyện vài ngày sau lâm huyền rời đi mật thất hắn cảnh giới đã củng cố hiện tại sở cần chỉ là một cái đột phá cơ hội mà thôi sư huynh ngươi xuất quan triệu hạo vừa vặn từ bên ngoài trở về cả người đều là thương hiển nhiên hắn lại đi tìm người khác chiến đấu bất quá nhìn dáng vẻ cũng không như thế nào thuận lợi lâm huyền gật gật đầu xoay người liền hướng về biệt viện ngoại đi đến Triệu Hạo cũng không màng chính mình cả người thương thế. Lập tức liền tung ta tung tăng đuổi theo. Lâm Huyền nhìn nhìn hắn, khẽ nhíu mày. Người này thương là chuyện như thế nào? Triệu Hạo gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Không có gì đáng ngại, đều là một ít tiểu thương. Lâm Huyền tiến lên xem xét một phen, sắc mặt lại trở nên có chút âm trầm. Tiểu thương, này đích xác không giả. Triệu hạo trên người thương thế, không có quá mức chí mạng phần lớn đều là một ít bị thương ngoài ra. Nhưng là, xem này thương thế bộ dáng hiển nhiên không phải phá phàm cảnh giới võ giả lưu lại. Nếu không nói, lấy triệu hạo thực lực, chỉ cần không phải sinh tử chi chiến. Lại có ai có thể làm hắn như thế thê thảm đâu? Người gặp thứ sáu cảnh giới cường giả. Lâm Huyền mở miệng hỏi. Triệu hạo lúc này mới gật gật đầu, thừa nhận xuống dưới. Hắn đầy mặt tức giận nói tần lương sư huynh chấp hành nhiệm vụ đã trở lại hắn mấy năm trước liền đã là nội môn đệ tử cũng không biết là cái nào vương bát đản thêm mắm thêm muối tìm hắn cáo trạng kết quả ta đi tìm hắn luận bàn thời điểm đã bị đánh thành như vậy ta trở về chính là muốn tìm sư phụ vì ta xuất đầu lâm huyền tiến lên bắt được triệu hạo thủ đoạn vô cấu nguyên khí ở trong thân thể hắn lưu chuyển một vòng một ít tương đối nhẹ thương thế lập tức liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bình phục. Triệu hạo nhìn Lâm Huyền trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn còn không biết Lâm Huyền có như vậy năng lực đâu. Tần lương sư huynh, mang ta đi kiến thức kiến thức. Lần này xuất quan, hắn chính là muốn tìm đột phá cơ hội. Kết quả không đợi chính mình tìm được thế nhưng liền có người chính mình đưa tới cửa tới. Lâm Huyền lại như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này đâu? triệu hạo trên mặt lộ ra một tia rối rắm chi sắc lắc lắc đầu sư huynh vẫn là tính chờ sư phụ trở về lại tìm bọn họ tính sổ lâm huyền hừ lạnh một tiếng xoay người một mình tiến đến nếu đối phương là đường đường chính chính chiến đấu kia dù cho triệu hạo bị giết cũng không ai có thể nói ra cái gì thứ sáu cảnh giới cường già lại là nội môn đệ tử này đã hỏng rồi quy củ mặc kệ là kiếp trước kiếp này lâm huyền đều thực để ý thân tình cùng hữu nghị triệu hạo nói như thế nào cũng là chính mình trên danh nghĩa sư đệ hắn bị người thương thành cái dạng này lâm huyền tự nhiên sẽ vì hắn tìm về mặt mũi sư huynh triệu hạo muốn ngăn lại hắn nhưng là lâm huyền căn bản là không cho hắn mở miệng cơ hội hắn cúi đầu trầm ngâm một lát lập tức liền đuổi theo sư huynh tên kia thực lực rất mạnh có thể không động thủ tận lực liền không nên động thủ ta cùng hắn giao chiến bất quá một cái đối mặt liền bị hắn hoàn toàn áp chế lúc sau chiến đấu đã không thể được xưng là chiến đấu hoàn toàn là hắn đơn phương ẩu đà triệu hạo đuổi theo đầy mặt lo lắng nói lâm huyền lại là khẽ cười một tiếng từ từ nói người biết ta vẫn luôn thờ phụng một câu là cái gì sao triệu hạo mờ mịt lắc lắc đầu lâm huyền tiếp tục nói có thể động thủ giải quyết sự tình đừng nói nhiều như vậy triệu hạo ngốc lăng một lát hai người liền đã đi tới kia chỗ biệt viện lâm huyền tiến lên một chân tướng môn đá văng thấy như vậy một màn triệu hạo mặt đều đen hắn vẫn luôn đều cho rằng lâm huyền muốn so với chính mình trầm ổn nhiều nhưng mà hắn hiện tại hành động thật sự là đương không thượng trầm ổn này hai chữ Lâm Huyền đi đến trong sân, chút nào không màng chung quanh kia kinh ngạc ánh mắt. Ai đã thương ta sư đệ, đứng ra làm ta nhìn xem. mươi 546 ngự không cảnh giới. Triệu hạo có nghĩ thầm muốn cứu chàng, lại cũng đã không còn kịp rồi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Lâm Huyền trên người. Lâm Huyền, tần lương thình lình ở trong đó, hắn lập tức đi tới Lâm Huyền bên cạnh này trong đó hẳn là có cái gì hiểu lầm ngươi đi về trước không cần sằng bậy hiểu lầm lâm huyền hư lạnh một tiếng tần lương ta hỏi ngươi thực lực của ngươi cùng ta so sánh với như thế nào tần lương sắc mặt khẽ biến trầm mặc thời gian rất lâu mới mở miệng đáp ta không bằng ngươi lâm huyền gật đầu lại lần nữa hỏi ta đây có từng ở trong chiến đấu đả thương ngươi tần lương lắc lắc đầu lâm huyền giận cực phản cười chỉ vào triệu hạo nói vậy ngươi hiện tại lại nói cho ta ta sư đệ bị một cái thứ sáu cảnh giới võ giả thương thành như vậy là cái hiểu lầm tần lương không có nói cái gì nữa kỳ thật hắn biết rõ bên ta đem triệu hạo thương thành như vậy đã là không hợp quy củ hắn quay đầu nhìn về phía phía sau kia bị mọi người vây quanh thanh niên lâm huyền sớm đã nhìn đến hắn hắn từ tần lương bên người vòng qua đi tới này thanh niên trước mặt cách đó không xa chung quanh những cái đó đệ tử sôi nổi thối lui xa xa mà quan sát đến bọn họ đều là biết lâm huyền thực lực có thể ở ba chiêu trong vòng đánh tần lương đầu hàng đây là một loại kiểu gì năng lực hiện tại dù cho là có một cái thứ sáu cảnh giới cường giả che chở bọn họ bọn họ cũng không dám quá mức bừa bãi như thế nào mang theo giúp đỡ đã trở lại kia thanh niên nhìn triệu hạo cười nhạo một tiếng ta cho rằng ngươi ít nhất sẽ tìm cái giống dạng điểm người, một cái phá phàm cảnh giới võ giả. Lại có thể giúp ngươi cái gì đâu. Giọng nói rơi xuống, hắn thân ảnh đã là biến mất không thấy. Triệu hạo trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn chi xác Không lâu phía trước hắn chính là bị như thế bắt giữ. Kia khủng bố tốc độ, làm hắn căn bản là vô pháp bắt giữ đến đối phương thân ảnh. Phóc, quang mang chợt lóe mọi người liền nghe được một tiếng vang nhỏ chờ bọn họ quay đầu nhìn lại thời điểm lại là thấy được kinh người một man triệu hạo trước người lâm huyền hai người đang ở nơi đó rằng co thứ sáu cảnh giới cường giả một kích thế nhưng là bị lâm huyền chắn xuống dưới lâm huyền gắt gao mà bắt lấy cổ tay của hắn ngự không cường giả bất quá như vậy nghe được lời này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cái gì kêu bất quá như vậy ở người thường trong mắt ngự không cường giả đó là hoàn toàn xứng đáng thần minh thủ đoạn nhưng mà ở lâm huyền trong miệng lại chỉ là một câu bất quá như vậy lâm huyền buông lỏng ra cổ tay của hắn bày ra nghênh chiến tư thế lúc này người này trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng lâm huyền tới rồi phía trước hắn liền đã nghe nói lâm huyền thủ đoạn nhưng mà ở hắn xem ra này bất quá là cái thiên phú không tồi đệ tử mà thôi có thể chiến thắng tần lương người nhiều đi. Nhưng là lại có mấy người có thể đặt chân ngự không tiến vào nội môn đâu. Cho nên, trước đó, hắn cũng không có tương lâm huyền để ở trong lòng. Nhưng mà lúc này trải qua một phen tiếp xúc, hắn lại là kinh giác lâm huyền thực lực thế nhưng như thế khủng bố. Hắn này một cách huy lực tuy rằng không cường, lại cũng là phải cho lâm huyền một cái da oai phủ đầu. Ở hắn xem ra, không có bất luận cái gì phá phàm võ giả có thể tiếp được chính mình này một kích. Không nghĩ tới ngoại môn trung thế nhưng có đệ tử có thể tiếp được ta từ Cửu Tiêu công kích. Thật đúng là lệnh người giật mình a. À. Hắn mở miệng nói, "Từ Cửu Tiêu?" Lâm Huyền tự hồ nghe quá tên này. Hắn lập tức tiến vào thần sơn, tra tìm một phen. Quả nhiên, từ Cửu Tiêu tên này hắn trước kia thật đúng là xem qua ở hắn tìm đọc triệu hạo tư liệu khi đã từng gặp qua tên này dựa theo thần sơn ghi lại từ cửu tiêu là triệu hạo một người cường đại nhất đối thủ triệu hạo gia nhập trí tôn điện phủ nhiều năm ít khi bị bại chỉ có vài lần đó là cùng này từ cửu tiêu đánh với thời điểm trong đó hiểu rõ thứ triệu hạo thậm chí đều suýt nữa chết đi lâm huyền nhíu mày xem ra này hai người chi gian quan hệ thật đúng là rất phức tạp Hắn trở lại trong hiện thực, nhìn Từ Cửu Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Lời còn chưa dứt, Lâm Huyền liền đã triển khai thế công. Thần đạo bộ pháp, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, thế nhưng là trực tiếp từ mọi người trước mặt biến mất. Này, thật nhanh tốc độ. Mọi người sôi nổi khiếp sợ. Có thể đứng ở chỗ này, lại có mấy cái kẻ yếu đâu? Nhưng mà lúc này, trừ bỏ Tần Lương cùng Từ Cửu Tiêu ở ngoài, nhưng không ai có thể thấy rõ ràng Lâm Huyền thân ảnh. Từ cửu tiêu sắc mặt càng thêm khó coi. Làm một cái ngự không cường giả. Hắn lại như thế nào sẽ phân biệt không ra Lâm Huyền sở bày ra ra thực lực có bao nhiêu khủng bố. Đâu, không chút nào khoa trương nói, lúc này Lâm Huyền đã vô hạn tiếp cận ngự không cảnh giới. Nếu chỉ là như vậy, kia tự nhiên sẽ không làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Chân chính làm hắn hoảng sợ chính là Lâm Huyền tu vi phá phàm bảy trọng một cái phá phàm bảy trọng võ giả lại có được tương đương với ngự không cường giả thực lực này thật sự không phải đang nằm mơ sao bên tai kia hô hô tiếng gió nói cho hắn này không phải mộng lâm huyền thật sự chính là như vậy một cái quái vật ở phá phàm bảy trọng liền có được như thế thực lực khủng bố có điểm thực lực liền cảm thấy chính mình vô địch sao từ cửu tiêu lạnh lùng nói hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết ở lâm huyền động tác nháy mắt hắn liền triển khai phản kích phá phàm võ giả cùng ngự không cường giả tranh lệch ở nơi nào ở các địa phương mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ cũng hoặc là đối thiên địa quy tắc khống chế lực độ ngự không cường giả đều phải xa xa siêu việt phá phàm võ giả cũng đúng là bởi vậy hắn mới có thể dễ dàng chiến thắng triệu hạo mà hắn lại một chút không có đánh trả năng lực lúc này đối mặt lâm huyền hắn đó là đánh như thế chủ ý chỉ cần dùng tuyệt đối thực lực tiến hành áp chế kia mà kệ lâm huyền cỡ nào thiên tài đều không thể là chính mình đối thủ phanh hai người nắm tay đối đâm phát ra một tiếng trầm vang lấy bọn họ hai người vì trung tâm một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn hướng bốn phía tản ra Trung quanh mọi người vội vàng tản ra lúc này mới tránh cho bị bọn họ chiến đấu dư sao sao cập đến kia khủng bố lực lượng làm tất cả mọi người cảm thấy giật mình này thật là phá phàm cảnh giới võ giả tần lương nhìn lâm huyền trên mặt tràn đầy hoảng sợ không chỉ có là hắn chung quanh những người khác cũng là như thế ý tưởng nhưng mà nhất khiếp sợ lại vẫn là từ cửu tiêu hắn tự nhiên biết chính mình vừa rồi kia một quyền lực lượng có bao nhiêu khủng bố nhưng mà chính là như thế một quyền lâm huyền lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài đây là kiểu gì thực lực? Đây là kiểu gì quái vật? Trên mặt hắn tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Xem ra, không lâu lúc sau sẽ có một cái tân nội môn đệ tử. Từ cửu tiêu thầm nghĩ trong lòng. Lấy Lâm Huyền thực lực muốn trở thành nội môn đệ tử tự nhiên là dư giả. Thực lực của ngươi thực không tối. Từ cửu tiêu mở miệng bình luận. Nhưng mà, Lâm Huyền lại một chút không cảm kích. Hắn hừ lạnh một tiếng. ồn ào giọng nói rơi xuống, Lâm Huyền liền lại lần nữa vọt đi lên. Thần đạo quyền pháp thi triển đến mức tận cùng, Lâm Huyền trung quanh để lại từng đạo quyền ảnh. Từ Cửu Tiêu tự nhiên không cam lòng yếu thế, thả người mà thượng. Cùng Lâm Huyền chiến làm một đoàn. Chương 547 ngự không phi hành. Phanh, phanh, hai người chiến đấu từng quyền đến thịt, mỗi một quyền đều làm đối phương vô pháp thừa nhận. Kia khủng bố lực đạo là người khác khó có thể tưởng tượng nguyên khí kích động hai người đều muốn ở trong thời gian ngắn chế phục đối phương lại ai đều không làm gì được ai bất quá này liền đã thực đáng sợ phải biết rằng lâm huyền rốt cuộc chỉ là một cái phá phàm cảnh giới võ giả một cái đại cảnh giới tranh lệch lại như thế nào sẽ là dễ dàng như vậy đền bù đâu ở thường nhân xem ra này một cái đại cảnh giới tranh lệch đó là lạch trời mặc kệ có bao nhiêu thiên phú chắc tiệt đều không thể vượt qua nhưng mà hiện tại, Lâm Huyền lại là đem cái này không có khả năng biến thành khả năng. Ha ha ha, sư huynh chính là sư huynh, cái gì nội môn đệ tử? Ta xem cũng bất quá như thế. Triệu Hạo thấy Lâm Huyền đã khống chế được trường hợp, liền thập phần làm càn cười ra tiếng tới. Trung quanh mọi người căm tức nhìn hắn, lại là ai đều nói không nên lời cái gì. Sự thật liền bãi ở trước mặt từ Cửu Tiêu thân là một cái nội môn đệ tử không chỉ có không có ở trong thời gian ngắn giải quyết rớt lâm huyền thế nhưng còn cùng hắn đánh sinh động từ cửu tiêu sắc mặt càng thêm khó coi hắn biết chính mình đã thua ở trí tôn điện phủ cái này chú ý tư chất cùng thiên phú địa phương hắn bị một cái cảnh giới xa thấp hơn chính mình người bất phân thắng bại này đó là sỉ nhục ngự không cường giả cũng bất quá như thế triệu hạo còn đang không ngừng trào phúng hắn lời nói càng là làm từ cửu tiêu gân xanh toàn bộ nổi lên. Ta sẽ làm ngươi minh bạch ngự không cảnh giới vì cái gì sẽ bị xưng là ngự không cường giả. Giọng nói rơi xuống, hắn bay lên trời. Triệu hạo cười ha ha nói. Ta đã nhìn ra, ngự không cường giả chính là sẽ phi, cũng không mặt khác bản lĩnh. Nghe được lời này, từ cửu tiêu ở không trung đánh cái lảo đảo. Suýt nữa từ không trung ngã xuống dưới triệu hạo như thế không đàng hoàng nhưng là lâm huyền lại không dám có chút đại ý hắn biết chính mình đã đem từ cửu tiêu đánh ra chân hòa lúc này triệu cửu tiêu trên người khí thế đã đạt tới đỉnh hắn đem chính mình toàn bộ thực lực đều thi triển ra tới người rất mạnh nhưng là thiên tài trưởng thành luôn là yêu cầu một ít suy sụp từ cửu tiêu lạnh lùng nói ta chính là ngươi suy sụp giọng nói rơi xuống trên người hắn đột nhiên sáng lên một đạo bắt mắt quang mang đó là từ nguyên khí ngưng tụ mà thành lâm huyền không dám đại ý lập tức cũng là đem chính mình nguyên khí tất cả phóng thích ra tới nguyên khí vờn quanh ở hắn bên ngoài thân bá thể thần công bị lâm huyền vận chuyển tới cực hạn kim bảng chi khu bước vào phá phàm cảnh giới lúc sau lâm huyền thân thể liền kiên du kim cương Lúc này đối mặt này ngự không cường giả, lại có thể phát huy ra cái dạng gì uy lực đâu. Từ cửu tiêu gầm nhẹ một tiếng, trong tay hắn ngưng tụ ra một cái quang cầu. Hướng về Lâm Huyền ném tới. Lâm Huyền nhíu mày, này quang cầu làm hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Quang cầu thượng nguyên khí độ cao áp xúc làm Lâm Huyền cảm nhận được một tia nguy hiểm. Không thể đón đỡ. Lâm Huyền thấp giọng nói. Hắn lập tức xê dịch né tránh này quang cầu công kích quang cầu nơi đi đến mặt đất thế nhưng là bị tua nhỏ một đạo khe rãnh xuất hiện ở mọi người trước mặt thấy như vậy một màn tuy là lâm huyền cũng không cấm đảo trừ một ngụm khí lạnh lấy thực lực của hắn lại như thế nào sẽ cảm thụ không đến này quang cầu có bao nhiêu khủng bố đâu nếu hắn vừa rồi thật sự lựa chọn đón đỡ nói kia dù cho là hắn kim cương chi khu cũng sẽ bị này quang cầu tua nhỏ hảo cường uy lực lâm huyền thầm nghĩ trong lòng chung quanh mấy người càng là đã ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Triệu Hạo, hắn nhìn Lâm Huyền, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Sư huynh nên sẽ không bị thương đi. Lâm Huyền có gọi nhịp ngự không cường giả thực lực. Nhưng là này cũng không đại biểu hắn có thể chiến thắng ngự không cường giả. Đối mặt từ cửu tiêu này điên cuồng công kích. Ai cũng không dám nói chính mình có thể đón đỡ xuống dưới. Lúc này, quang mang tan đi, kia quang cầu cũng rốt cuộc là lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có. Đây là một phen kiếm. Phi kiếm, Lâm Huyền trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước bọn họ chạy tới trí tôn điện phủ thời điểm. Kia mấy cái giám thị giả liền bày ra ra ngự kiếm phi hành năng lực. Chẳng qua, bọn họ chỉ là đem kiếm coi như một loại công cụ. Làm Lâm Huyền đám người cưỡi ở mặt trên mà thôi. Nhưng mà hiện tại, từ cửu tiêu lại là đem biện pháp này dùng ở chiến đấu mặt trên. Lâm Huyền mới vừa tránh thoát lần đầu tiên công kích. Kia trường kiếm liền ở không trung thay đổi phương hướng. Lại lần nữa hướng về Lâm Huyền đánh úp lại. Xoát xoát xoát, từng đợt tiếng xé gió truyền đến tuy rằng Lâm Huyền đang không ngừng xê dịch. Lại vẫn là không có thể tránh thoát bị này phi kiếm mệnh trung vận rủi. Phi kiếm mỗi lần chạm ở trên người hắn đều sẽ cho hắn tạo thành lớn lao thương tổn. Cho dù là Lâm Huyền Kim Cương chi khu, tại đây phi kiếm tập kích dưới, cũng là khó có thể ngăn cản. Lâm Huyền nhíu mày, tình huống hiện tại thật sự là quá bị động. Tuy rằng này phi kiếm vô pháp cho hắn tạo thành tổn thương chí mạng, lại làm hắn đánh bó tay bó chân. Hiện tại hắn liền tự bảo vệ mình đều là cái vấn đề, càng đừng nói là triển khai công kích từ cửu tiêu thân thể phiêu phù ở không trung, hết sức chăm chú thao tác phi kiếm. Đối Lâm Huyền triển khai một lần lại một lần công kích. Lâm Huyền trong lòng một cổ vô danh hỏa khởi. Lại như vậy đánh tiếp ta sớm hay muộn đều sẽ bị thua. Cần thiết nếu muốn biện pháp thoát khỏi thanh kiếm này truy kích. Từ cửu tiêu muốn bay đến không trung, nói vậy chính là vì tránh né ta công kích. Chuyên tâm tới thao tác phi kiếm chỉ cần ta làm hắn vô pháp chuyên tâm thanh kiếm này tốc độ tự nhiên cũng liền chậm lại lâm huyền như thế nghĩ đến nhưng mà muốn như thế nào công kích đến từ cửu tiêu này lại cũng là cái nan đề hiển nhiên từ cửu tiêu đã sớm đã phòng bị đâu lúc này hắn sở đứng địa phương lâm huyền là tuyệt đối không có khả năng công kích đến dù cho là thi triển thần đạo kiếm pháp như thế khoảng cách từ cửu tiêu cũng có thể nhẹ nhàng né tránh ân nhưng vào lúc này Lâm Huyền trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang thần đạo kiếm pháp vô pháp công kích đến không chung từ cửu tiêu nhưng là chính mình có thể nghĩ cách tiếp cận hắn A à. Tỉ như con dối cánh Lâm Huyền biên tránh né phi kiếm công kích biên từ nguyên giới chung lấy ra con rối cánh Lúc này từ cửu tiêu chính trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Huyền Lâm Huyền tồn tại làm hắn cảm nhận được rất cường liệt cảm giác áp Bách Hiện tại Lâm Huyền liền như thế khủng bố, kia chờ hắn đột phá đến ngự không cảnh giới. Chính mình lại nên như thế nào chiến đấu đâu? Không, không cần ngự không cảnh giới, chỉ cần hắn đột phá đến phá phàm đỉnh, liền có thể ở các phương diện hoàn mỹ áp chế chính mình. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn lại đột nhiên nhìn đến Lâm Huyền lấy ra một cái kỳ quái đồ. Vật, đây là cái gì? Muốn bằng vào thứ này đem ta đánh rơi sao? từ cửu tiêu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh cái này ý tưởng không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi hắn lại phi cao một ít tránh cho chính mình bị lâm huyền ném mạnh vũ khí thương đến nhưng mà phía dưới tình huống lại là làm hắn trợn mắt há hốc mồm lâm huyền thế nhưng đem kia đồ vật bối ở sau lưng nhìn qua đây là một cái cánh không tốt từ cửu tiêu sắc mặt đại biến hắn lập tức thao tác phi kiếm muốn ngăn cản lâm huyền nhưng mà lúc này mới phản ứng lại đây, lại là đã có chút chậm. Lâm Huyền mở ra con rối cánh, dương cánh bay đến trên bầu trời. Làm kia phi kiếm phát cái không? Chương 548 Long trưởng lão ý tưởng. Lúc này, trên mặt đất tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là thần tiên đánh nhau a. À? Triệu Hạo tự mình lẩm bẩm. Sư huynh thế nhưng cũng sẽ phi, này còn có hay không thiên lý? hắn cùng lâm huyền ở chung thời gian dài như vậy tự nhận đối lâm huyền đã có một ít hiểu biết nhưng mà lâm huyền lại là mỗi ngày đều ở đổi mới hắn nhận chi hắn cho rằng lâm huyền cũng chính là thực lực tương đối cường mà thôi nhưng mà lâm huyền lại là hướng hắn chứng minh rồi cái gì gọi là cùng cảnh giới vô địch đương hắn thật vất vả mới tiếp nhận rồi cùng cảnh giới vô địch cái này khái niệm lúc sau lâm huyền rồi lại lớn mật đi khiêu chiến nội môn đệ tử mà đương từ cửu tiêu bay đến không trung lúc sau, hắn vốn tưởng rằng Lâm Huyền sắp bị thua. Ai biết, Lâm Huyền thế nhưng từ trong túi lấy ra tới một đôi cánh. Hiện tại, sư huynh nói hắn kế tiếp liền có thể đột phá đến ngự không cảnh giới ta cũng tin. Tưởng, triệu hạo trên mặt tràn đầy chấn động chi xác Hắn còn như thế, người khác liền càng không cần phải nói. Đặc biệt là tần lương, sắc mặt của hắn càng là phức tạp vô cùng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng Lâm Huyền chi gian tranh lệch lại là như vậy đại. Đây mới là chân chính thiên tài. Tần Lương than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. So sánh dưới, hắn về điểm này thành tựu lại có thể tính cái gì đâu. Lâm Huyền bay lên không, kia phi kiếm lại muốn thương đến hắn đã là thập phần không dễ dàng. Trong tay hắn quang mang chợt lóe, chân long kiếm trống rỗng xuất hiện. Nguyên khí bao phủ hạ, chân long kiếm lập lòe lộng lẫy quang mang phi kiếm lại lần nữa đánh úp lại lâm huyền trong tay chân long kiếm quay cuồng leng keng chân long kiếm cùng phi kiếm đánh vào cùng nhau thế nhưng là đem kia phi kiếm đâm bay ngược đi ra ngoài thấy như vậy một màn triệu hạo kích động ngao ngao kêu lên làm tốt lắm sư huynh sao 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 có người vui mừng có người sầu hắn bên này kêu cao hứng phấn chấn nhưng là từ cửu tiêu lại là một chút đều cao hứng không đứng dậy lúc này hắn đang ở phát sầu chính mình muốn như thế nào ứng phó lâm huyền lâm huyền bày ra ra thực lực đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng hiện tại lại có được ngự không phi hành năng lực này còn như thế nào đánh không đợi hắn nghĩ ra đối sách lâm huyền liền đã phát lên đây trần long kiếm lập lòe lộng lẫy quang mang làm từ cửu tiêu không cấm hoảng loạn lên hắn kiếm bị lâm huyền đánh bay lúc này đối mặt lâm huyền công kích không hề có sức chống cự Lâm Huyền tay cầm Chân Long kiếm, giống như một cái thiên thần giống nhau. Thần đạo quyền pháp, Lâm Huyền cũng không có ỷ vào Chân Long kiếm chi lợi khi dễ hắn. Mà là thi triển thần đạo quyền pháp. Hắn dựa vào con rối cánh bay lên không? Tự nhiên làm không được chân chính ngự không cường giả như vậy linh động. Nhưng là, này liền đã vậy là đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể ngự không phi hành, kia từ cửu tiêu liền rốt cuộc vô pháp bằng vào ngự không cảnh giới năng lực tới áp chế hắn này một quyền đánh úp lại từ cửu tiêu lập tức tránh né mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là cái ngự không cường giả ở không trung đối chiến đây là hắn sân nhà né qua lâm huyền công kích lúc sau hắn đưa ra một quyền xông thẳng lâm huyền mặt hai người chiến làm một đoàn thật ứng triệu hạo câu nói kiệt thần tiên đánh nhau phía dưới rất nhiều đệ tử xem hoa cả mát bọn họ đôi mắt thậm chí đều theo không kịp lâm huyền hai người động tác thường thường bọn họ mới vừa theo tiếng nhìn lại hai người liền đã đánh tới một cái khác vị trí người so người sẽ tức chết lúc này mọi người là thật sự minh bạch những lời này là có ý tứ gì cùng lâm huyền như vậy quái vật tương đối đó là tự tìm không được tự nhiên nơi xa long ngạo thiên cùng mấy cái trưởng lão cũng đang ở quan chiến long tiểu tử ngươi lần này chính là nhặt được bảo a một vị thân xuyên đạo bào trưởng lão mở miệng nói, nói chuyện thời điểm. Trên mặt hắn tràn đầy hâm mộ chi xác Như vậy tư chất dù cho là cùng nội môn những cái đó quái vật tương đối lên. Cũng không nhường một tắc đi. Long ngạo thiên cười khổ một tiếng, gật gật đầu. Hắn xuất từ nội môn, tự nhiên đối nội môn có điều hiểu biết. Lâm huyền tư chất có thể nói khủng bố, nói là trí tôn chi tài cũng chút nào không quá. Nhưng là thiên phú lại cao lại có thể thế nào? Đáng tiếc, mặt trên không cho phép ta thu hắn vì đồ đệ. Lòng ngạo thiên trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc nếu có thể làm lâm huyền sư phụ. Kia ngày sau tất nhiên là một kiện trên mặt có quang sự tình. Kia thân xuyên đạo bào trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Đem tâm phóng khoáng, rốt cuộc ngươi hiện tại là hắn chỉ đạo trưởng lão. Lòng ngạo thiên bất đắc dĩ thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể như thế an ủi chính mình nhìn nơi xa không chung hai người chiến đấu, hắn thật lâu sau mới thấp giọng nói. Ta có một chuyện muốn tìm các ngươi hỗ trợ. Nghe được lời này, chung quanh mấy cái trưởng lão trên mặt đều lộ ra tò mò chi xác Cao ngạo như long ngạo thiên, có từng nhắc tới quá hỗ trợ hai chữ. Nói đến nghe một chút. Kia trưởng lão mở miệng hỏi. Long ngạo thiên trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Ta tưởng đem hắn sớm ngày đưa vào nội môn hắn giọng nói rơi xuống, chung quanh trưởng lão trong lòng hiểu rõ. Chí tôn điện phủ có như vậy một cái quy củ. Ở bọn họ môn hạ đệ tử đột phá đến ngự không cảnh giới, có thể trở thành nội môn đệ tử. Trở thành nội môn đệ tử lúc sau, có thể hưởng thụ đến rất nhiều tài nguyên. Đồng thời cũng có thể đi làm một ít tông môn nhiệm vụ. Nhưng là, nếu gặp được thiên phú cực cao đệ tử tại ngoại môn trưởng lão liên hợp đề cử dưới dù cho không có đột phá đến ngự không cảnh giới cũng có thể phá cách tiến vào nội môn ta nói ngươi như thế nào vô cùng lo lắng muốn cho chúng ta tới quan chiến một chút đều không lo lắng hắn có thể hay không bị thương nguyên lai like, ngươi là ở chỗ này chờ chúng ta đâu kia thân xuyên đạo bào trưởng lão cười ha hà nói hắn thiên phú đích xác không tồi bất quá cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu hiện tại hắn đã là phá phàm bảy trọng võ giả không dùng được bao lâu thời gian hắn tự nhiên có thể tiến vào nội môn hắn giọng nói rơi xuống mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi tán thành lòng ngạo thiên lại là lắc lắc đầu không phải sốt ruột hay không vấn đề mà là hắn tồn tại sẽ ảnh hưởng đến mặt khác đệ tử không nói cái khác liền bắt ngươi môn hạ tần lương tới nói tần lương nhập môn nhiều năm nhìn đến lâm huyền có như vậy thực lực hắn trong lòng sẽ là cái gì cảm giác vài vị đại đế thiết lập nội môn dụng ý đó là như thế đêm này đó quái vật cùng bình thường đệ tử tách ra không cho bọn họ cảm nhận được cái loại này thật lớn cảm giác áp bách chung quanh mấy cái trưởng lão sôi nổi trầm mặc bọn họ môn hạ đều có không ít đệ tử tự nhiên biết long ngạo thiên lời nói không giả chuyện này trước hoãn mấy ngày đi chúng ta mới vừa liên danh tiễn đi một cái hiện tại nếu lại tương lâm huyền đưa vào đi, chỉ sợ sẽ cho người mượn cớ. Có trưởng lão nói, lòng ngạo thiên nhún vai, tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Rốt cuộc, hắn môn hạ chỉ có một triệu hạo, xem triệu hạo như vậy. Chút nào sẽ không bởi vì lâm huyền thực lực quá cường mà đã chịu ảnh hưởng. Lúc này, lâm huyền bọn họ chiến đấu đã tiến vào gai cấn. Hai người từng quyền đến thịt, thỉnh thoảng có người từ không trung ngã xuống. Kiếm tới từ cửu tiêu gầm nhẹ. Kia bị Lâm Huyền đánh bay trường kiếm, lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Lâm Huyền giữa lưng. Này nhất kiếm nếu thật sự mệnh chung, kia dù cho lấy Lâm Huyền thực lực. Cũng là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. mươi 549 đột phá cơ hội. Từ cửu tiêu là ngự không cảnh giới không giả. Nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn ở không trung chính là vô địch. Nói đến cùng, ngự không cường giả cũng chỉ là nhiều có thể tự do phi hành năng lực mà hiện tại ở kia cánh dưới tác dụng năng lực này cũng không thập phần xông ra. Lúc này, hắn liền đem chính mình thắng lợi hy vọng tất cả đều đè ở thanh kiếm này mặt trên. Chuẩn xác mà nói, thanh kiếm này cũng là một cái con rối Cùng lâm huyền con rối cánh có chút cùng loại. Vừa mới bước vào ngự không cảnh giới thời điểm. Hắn còn cần dựa vào này trường kiếm năng lực mới có thể tự do phi hành cứ việc hiện tại hắn cảnh giới đã thực vững chắc nhưng là trường kiếm uy lực còn tại. Lúc này đối mặt Lâm Huyền, hắn cảm nhận được lớn lao áp lực. Vì vậy lại lần nữa đêm này trường kiếm uy lực phóng thích ra tới. Sinh tử có mệnh, từ cửu tiêu trên mặt tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ, hắn thấp giọng lẩm bẩm Lúc này hắn đã đánh ra chân hỏa. Hô, cùng với một tiếng chói tai tiếng xé gió kia trường kiếm đột nhiên đánh úp lại lập tức thứ hướng về phía lâm huyền giữa lưng sư huynh cẩn thận phía dưới triệu hạo đầy mặt sốt ruột chi sắc lập tức liền la lớn hắn có tâm hỗ trợ lại bất hạnh vô pháp bay lên không căn bản tham dự không đến trong trận chiến đấu này nhưng mà lúc này lâm huyền lại là không hề phản ứng hắn phảng phất không có nhận thấy được kia trường kiếm công kích dường như như cũ là lạnh lùng nhìn từ cửu tiêu đi tìm chết đi từ cửu tiêu trạng nếu điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm tới người, lúc này Lâm Huyền lại muốn chống cự đã là không còn kịp rồi. Trên mặt hắn tràn đầy điên cuồng chi xác thực chờ mong nhìn đến Lâm Huyền huyết sái đương trường bộ dáng Nhưng mà sau một lát, hắn lại là ngây ngẩn cả người. Phóc, trường kiếm đinh ở Lâm Huyền sau lưng, lại là khó tiến thêm nữa. Lâm Huyền thân thể giống như là một khối tinh kim dường như, ngạnh sinh sinh tạp trụ kia trường kiếm. Sao có thể? Từ cửu tiêu trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Hắn đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Này nhất kiếm dù cho là chân chính ngự không cường giả cũng không có khả năng tiếp xuống dưới. Nhưng mà Lâm Huyền lại như cũ đứng ở nơi đó. Thật giống như là cái không có việc gì người dường như. Chỉ thấy, Lâm Huyền chờ tay đem kia trường kiếm rút ra tới, nắm trong tay lạnh lùng nhìn hắn đây là đồng môn luận bàn, không phải chiến trường giết địch. Lâm Huyền lạnh lùng nói. Mũi kiếm thượng còn có một tia vết máu, kia hiển nhiên là Lâm Huyền lưu lại. Từ cửu tiêu ngốc ngốc nhìn Lâm Huyền, có chút không biết làm sao. Hiện tại hắn chiến cũng không phải, chạy cũng không phải. Cũng chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Lâm Huyền. Người là cái quái vật. Thật lâu sau, từ cửu tiêu mới thanh âm run rẩy nói. Lâm Huyền nhếch miệng cười. Người nói là chính là đi thần đạo quyền pháp, lực chi quy tắc, phong chi quy tắc. Hai loại quy tắc thêm vào dưới thần đạo quyền pháp, đã xa xa vượt qua bình thường phá phàm võ giả cực hạn. Lúc này Lâm Huyền, vô hạn tiếp cận ngự không cường giả. Thẳng đến lúc này, từ cửu tiêu mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn thả người muốn né tránh, nhưng là phong chi quy tắc thêm vào dưới công kích. Lại là so với hắn sở tưởng tượng muốn mau nhiều. Phóc, này một quyền, suýt nữa đem hắn từ không trung đánh rơi. Không đợi hắn ổn định thân hình, Lâm Huyền công kích liền lại lần nữa đánh úp lại. Một quyền chi uy, thiên địa biến sắc. Lúc này, không trung tình hình hoàn toàn thay đổi. Lâm Huyền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, cơ hồ là đơn phương đè nặng từ Cửu Tiêu ẩu đả. Thần đạo quyền pháp bày ra ra thập phần khủng bố uy năng. Dù cho từ Cửu Tiêu là ngự không cường giả, lúc này cũng là hoàn toàn phát huy không ra ứng có thực lực này quá tàn bạo phía dưới triệu hạo đám người đã ngây ngẩn cả người ai có thể nghĩ đến lâm huyền thế nhưng như thế sinh mãnh hắn lấy phá phàm cảnh giới thực lực chiến bại một vị ngự không cảnh giới cường già nơi xa mấy cái trưởng lão cũng sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh này thực lực không khỏi cũng có chút thật là đáng sợ đi dù cho là cùng những cái đó trí tôn chi tài tương đối lên hắn cũng không chút nào kém cỏi a à. cái này lâm huyền thật sự là thật là đáng sợ các ngươi xem hắn quyền pháp thật sự là quá tinh diệu hắn này quyền pháp tập các gia sở trường này tuyệt đối không phải bình thường quyền pháp mấy cái trưởng lão sôi nổi nghị luận nói thật lâu sau trong đó một cái trưởng lão mới đột nhiên kinh hô một tiếng không tốt lại như vậy đánh tiếp cửu tiêu sẽ có nguy hiểm nói chuyện vị này đúng là từ cửu tiêu đã từng sư phụ hắn vẫn luôn đều say mê với lâm huyền kia cường đại thực lực thẳng đến lúc này mới rốt cuộc nhớ tới bị đánh chính là chính mình đồ đệ giọng nói rơi xuống hắn liền muốn xông lên phía trước ngăn chở lâm huyền nhưng mà liền ở ngay lúc này bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói vị kia luyện đan trưởng lão lại là mở miệng nói chờ một chút đi hắn khí thế đang ở điên cuồng tăng lên kinh hắn như vậy vừa nói mặt khác mấy người cũng là chú ý tới lâm huyền biến hóa cùng phía trước so sánh với lúc này lâm huyền có rất lớn bất đồng hắn càng chiến càng dũng trên người khí thế cũng càng ngày càng đáng sợ phát hiện này làm mọi người đều ngây ngẩn cả người hắn đây là đang tìm kiếm đột phá cơ hội có người nhìn ra lâm huyền ý tưởng sau lưng bị kinh ra một tầng mồ hôi lạnh cả gan làm loạn hắn làm như vậy quá nguy hiểm phá phàm cảnh giới nhưng bất đồng dĩ vãng nếu hắn ở cái này trong quá trình lại đã chịu công kích kia chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc vài vị trưởng lão đều là gặp qua đại việc đời người ở bọn họ qua tay đệ tử chung không thua gì lâm huyền quái vật cũng có mấy cái nhưng mà mặc kệ là cái dạng gì quái vật cũng không dám nếm thử phương thức này vượt cảnh phố thời điểm chiến đấu còn muốn đột phá này không phải kẻ điên là cái gì Mau đi ngăn cản bọn họ. Từ cửu tiêu sư phụ đầy mặt sốt ruột nói. Nhưng mà Long Ngạo Thiên trầm ngâm một lát cuối cùng lại là lắc lắc đầu. Ta cảm thấy, hắn nếu dám làm như thế, vậy có hắn lý do. Long Ngạo Thiên mở miệng nói. Theo ta hiểu biết, hắn đã không ngừng một lần đã làm loại này ở thường nhân nhìn như thập phần. Vớ vẩn hành động. Trước quan sát một lát đi, nếu thực sự có nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ ra tay tách ra bọn họ nghe hắn nói như vậy chung quanh trưởng lão cũng không hề nhiều lời bọn họ tất cả mọi người nhìn chằm chằm lâm huyền bọn họ chiến trường làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị chính như bọn họ sở suy đoán lúc này lâm huyền đúng là đang tìm kiếm đột phá cơ hội hắn hồn lực vốn dĩ sớm đã viên mãn nhưng là lâm huyền lại không có như vậy thỏa mãn lâm huyền muốn trăm trượng can đầu càng tiến một tấc siêu việt chính mình cực hạn chỉ có càng cường mới có thể cùng những cái đó thanh niên trí tôn đánh đồng lâm huyền thầm nghĩ trong lòng hiện tại ta còn xa xa không đủ đi vào trí tôn điện phủ lúc sau này đó ngoại môn đệ tử lại làm hắn có chút thất vọng dù cho là tần lương chi lưu cũng không phải đối thủ của hắn càng không nói đến là những người khác đâu lúc này từ cửu tiêu chính mình đưa tới cửa tới lâm huyền tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn như thế đối thủ mới có thể làm hắn không kiêng nể gì đi chiến đấu. Hắn mỗi công kích một lần, trên người khí thế liền càng cường một phân. Hồn lực cũng tự nhiên mà vậy tăng thêm một phân. Theo chiến đấu thời gian kéo dài, hắn không ngừng siêu việt chính mình cực hạn. Chính là hiện tại, Lâm Huyền gầm nhẹ một tiếng, đem từ cửu tiêu mạnh mẽ bước lui. Trường 550 hơi túng lướt qua, chung quanh quang mang chợt lóe cảnh tượng ở nhanh chóng biến hóa bất quá chớp mắt công phu, Lâm Huyền liền đã xuất hiện ở thần sơn bên trong. Trường thi đột phá, đây là một kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình. Đặc biệt là ở đối mặt ngự không cường giả thời điểm. Lâm Huyền đây là tại tiến hành một canh bạc khổng lồ, dùng hắn sinh mệnh làm tiền đặt cược. Nếu thắng, như vậy hắn liền có thể đột phá đến càng cao cảnh giới. Siêu việt chính mình cực hạn, nhưng là nếu thua, hắn không chỉ có sẽ mất đi lần này đột phá cơ hội càng có khả năng sẽ ở trong chiến đấu bỏ mạng. Lâm Huyền chậm rãi đi hướng thần sơn, ở kia bậc thang trước dừng lại bước chân. Mênh mông hồn lực từ Lâm Huyền trong cơ thể điên cuồng bừng lên. Những cái đó đã từng bị Lâm Huyền thắp sáng bậc thang, lúc này lại lần nữa bị kích hoạt rồi. 2600 cấp bậc thang. Lúc trước Lâm Huyền nuốt phục hồn thú nội đan, nhất cử đột phá tới rồi phá phàm bảy trọng. Lúc này, khoảng cách hắn lần trước đột phá đã qua đi thời gian rất lâu. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, linh hồn của hắn trở nên càng cường. Lâm Huyền chạm sao ái thần chân núi, đem chính mình hồn lực không hề giữ lại phóng thích ra tới. 2650 cấp, 2700 cấp, 2750 cấp, 2800 cấp, 2850 cấp, 2900 cấp, 2950 cấp ba nghìn cấp, nhìn đến chính mình thành tựu, Lâm Huyền vừa lòng gật gật đầu. Rốt cuộc là đột phá ba nghìn đại quan, cũng coi như là đối khởi hắn trong khoảng thời gian này khổ tu. Lúc này, linh hồn của hắn đã xa xa siêu việt ngự không cường giả. Nếu sử dụng hồn kỹ tới chiến đấu nói, kia dù cho là từ cửu tiêu như vậy cường địch. Ở trước mặt hắn cũng khó có thể kiên trì bao lâu thời gian. Bất quá, Lâm Huyền biết rõ rất nhiều trí tôn dụng ý nếu hắn muốn trong tương lai có thành tựu nói kia tuyệt đối không thể chọn lựa chỉ một tu luyện phương thức mặc kệ là hồn sư vẫn là võ giả cuối cùng đều là đi hướng con đường cuối cùng rất nhiều trí tôn thành lập thần sơn đó là cấp lâm huyền khai sáng một cái hoàn toàn mới con đường lâm huyền nhìn kia ba nghìn cấp bậc thang này đó là một cái tốt đẹp bắt đầu hắn đi lên trước đối với bậc thang rất nhiều đại đế bài vị cung cung kính kính cúc một cung Lâm Huyền khẩn cầu chư vị đại đế, vì Lâm Huyền hoàn thiện thần đạo công pháp. Hắn giọng nói rơi xuống, năm bổn sách cổ xuất hiện ở không trung. Thần đạo công pháp quyển thứ năm Phá phàm bát trọng, dẫn thiên địa linh khí thay đổi tự thân thể chất. Kim cương chi khu tiến thêm một bước tăng mạnh, có thể nói bất diệt. Phá phàm cửu trọng, có thể bước đầu khống chế thiên địa linh khí. Khống chế chung quanh thiên địa linh khí, có thể cho chính mình thân nhẹ như yến rất nhiều đại đế đầu tiên là vì Lâm Huyền tỏ rõ này hai cái cảnh giới năng lực. Tiện đà lại đem này hai cái cảnh giới sở yêu cầu chú ý chi tiết giảng giải một lần. Tu luyện biết phải tránh cấp công liều lĩnh. Chỉ có làm đâu chắc đấy mới có thể có được cùng chính mình cảnh giới tương xứng đôi thực lực. Từng trận đại đạo chi âm làm lâm huyền nghe như si như say. Đại đế nhóm theo như lời lời nói vì hắn mở ra một phiến hoàn toàn mới đại môn đặc biệt là kia bất diệt chi khu càng là làm lâm huyền tâm động không thôi bước vào phá phàm bảy trọng lúc sau hắn liền có được kim cương chi khu dù cho là từ cửu tiêu cái này thứ sáu cảnh giới cường giả cũng rất khó hữu hiệu xúc phạm tới hắn lúc này này bất diệt chi khu lại lần nữa tăng cường kia chẳng phải là nói dù cho là ngự không cường giả cũng khó có thể thương đến hắn mảy may còn có khống chế chung quanh thiên địa linh khí cái này cách nói làm lâm huyền minh bạch một chút ngự không cường giả sở dĩ có thể ngự không phi hành có lẽ đó là bởi vì bọn họ khống chế chung quanh thiên địa linh khí đi lấy quy tắc chi lực phối hợp thiên địa linh khí kể từ đó liền có thể ngự không phi hành đại đế luận đạo rằng có ba ngày thời gian tại đây ba ngày thời gian lâm huyền đem đại đế nhóm lời nói ghi nhớ trong lòng nói là làm ngay Đại đế nhóm nói ở không trung hóa thành văn tự, ngưng tụ thành từng chương trang giấy. Dung nhập tới rồi kia thần đạo công pháp quyển thứ năm chung. Đến tận đây, này thần đạo công pháp quyển thứ năm cũng coi như là hoàn toàn hoàn thiện. Lâm Huyền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trải vuốt lần này đại đế luận đạo thu hoạch. Rất nhiều đại đế chỉ điểm hắn ghi nhớ trong lòng, lúc này, đúng là hắn đi lĩnh ngộ thời khác. Lâm Huyền khoanh chân ngồi ở Thần Sơn dưới chân, thời gian một chút trôi đi. Mười ngày, hai mươi ngày, một tháng, một tháng thời gian dây lát lướt qua. Lâm Huyền lúc này mới mở hai mắt. Hắn con ngươi so với phía trước càng thêm thâm thúy. Nếu có người nhìn chằm chằm hắn hai mắt đi xem kia tất nhiên sẽ có một loại bị lạc cảm giác. Trong khoảng thời gian này tu luyện, Trung Quy là nở hoa kết quả. Lâm Huyền nắm thật chặt nắm tay, cảm thụ được lực lượng của chính mình lúc này hắn tuy rằng còn không có bước vào ngự không cảnh giới, lại là có được viễn siêu bình thường ngự không cường giả thực lực. nếu lấy hiện tại trạng thái cùng từ cửu tiêu chiến đấu nói, kỳ lâm huyền có nắm chắc ở ba chiêu trong vòng đem này đánh bại, nội môn không cần lâu lắm. lâm huyền thấp giọng nói, trên người hắn đằng nổi lên một cổ thập phần khí thế cường đại. lâm huyền đang ở điên cuồng đánh sâu vào cảnh giới hàng giáo tích lũy đầy đủ, lúc này Lâm Huyền. Lại như thế nào sẽ là nho nhỏ cảnh giới hàng rào có thể ngăn được? Cùng với một tiếng vang nhỏ, kia cảnh giới hàng rào không còn sót lại chút gì. Lúc này, ngoại giới chiến đấu lại còn ở liên tục. Lâm Huyền lần này đột phá cực kỳ mạo hiểm, rốt cuộc hắn còn không có đem từ cửu tiêu chế phục. Thần Sơn chung một tháng, chỉ tương đương với ngoại giới một cái hô hấp nhưng mà cao thủ so chiêu chẳng sợ chỉ là một cái hô hấp cũng đủ để thay đổi rất nhiều vấn đề từ cửu tiêu bị lâm huyền dọa phá gan hắn bị lâm huyền bước lui lúc sau ngốc lăng một lát nguyên bản hung mãnh lâm huyền thế nhưng là đột nhiên bất động cơ hội tốt từ cửu tiêu trên mặt lộ ra một tia tâm động chi xác lúc này lâm huyền toàn thân tất cả đều là sơ hở bất quá có thể hay không có trá từ cửu tiêu trần chờ một lát đúng là này một phân trần chờ làm hắn mất đi xoay chuyển cục diện cơ hội. Lâm Huyền dạy ra chỉ rằng có một cái hô hấp thời gian, chờ hắn lại muốn thời điểm tiến công. Lâm Huyền trên người khí thế càng thêm khủng bố. Quả nhiên có trá, từ cửu tiêu trong lòng tràn đầy đắc ý, âm thầm may mắn chính mình không có mắc mưu. Nhưng mà kế tiếp, hắn lại là kinh giác có chút không quá thích hợp. Lâm Huyền trên người khí thế, không khỏi cũng quá cường đi hắn cùng lâm huyền chiến đấu thời gian dài như vậy đối lâm huyền thực lực tự nhiên là có điều hiểu biết nhưng là lâm huyền hiện tại sở bày ra ra tới khí thế lại là xa xa siêu việt thực lực của hắn không đúng hắn không phải ở trá ta từ cửu tiêu sắc mặt đại biến hắn đây là ở đột phá bất quá hắn lúc này mới hiểu được lại đây đã là có chút chậm lâm huyền trên người khí thế cường đáng sợ hắn lại muốn tiến lên đi quấy rối lâm huyền đã là không có khả năng làm được sự tình. Chỉ thấy, Lâm Huyền chậm rãi mở hai mắt. Trên bầu trời xuất hiện một đóa u ám, nhìn kỹ có thể phát hiện. Kia thế nhưng là từ thiên địa linh khí cấu thành. Trên mặt đất mọi người sôi nổi khiếp sợ, kia rốt cuộc là nhiều ít thiên địa linh khí. Mới có thể hóa thành mây đen bộ dáng. Bất quá, này, mây đen, cũng không có liên tục quá dài thời gian. Ở bọn họ còn ở khiếp sợ thời điểm, lâm huyền liền đã đem chung quanh thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể